đúng không? Tiếp theo nữa là thông tin thứ hai nữa là gì đấy ạ? Sau khi đi khảo sát thì các bạn cũng sẽ biết được là trong cái dự án của các bạn có những loại ứng dụng đấy, thì tương ứng với cái ứng dụng đấy thì các bạn sẽ có những cái loại truy vấn nào để truy vấn vào cái những quan hệ nào, và đặc biệt là trên các mục dữ liệu nào và các cái vị trí, các cái size, các cái vị trí của dự án ấy mà cái ứng dụng cần truy vấn vào là những vị trí nào. Đấy, thế thì cái thứ hai chính là cái thông tin về ứng dụng. Đấy. Đấy, và hai cái này này là rất quan trọng cho việc cái gì đấy ạ? Việc phân mảnh. Tức là chúng ta dựa vào thông tin về cơ sở dữ liệu, chúng ta dựa vào thông tin về ứng dụng thì chúng ta sẽ gì đấy ạ? Phân mảnh được. Cái điều có thể là phân mảnh ngang hoặc là phân mảnh dọc, đấy là tùy. Tùy tùy theo yêu cầu của đề bài, tùy theo cái khảo sát của đề bài, đúng không? Thế còn loại thông tin thứ ba nữa là thông tin về mạng máy tính, cấu trúc băng thông, thông tin thứ tư nữa là máy tính vân vân, hay là bộ nhớ vân vân. Thế thì hai cái loại thông tin về sau này các bạn thấy là gì đấy ạ? Cái này nó không mang tính chất thực tế, không mang tính chất thiết kế mà nó mang tính chất gì đấy ạ? Logic, là một cái hỗ trợ cho thiết kế mà thôi. Thế thì khi thiết kế phân tán, tức là khi thiết kế cái định vị hoặc là cấp phát dữ liệu ấy, thì chúng ta không những cần những hai loại thông tin trên giống như phân mảnh, mà khi cấp phát chúng ta cần phải thêm hai loại thông tin dưới để gì đấy ạ? Ví dụ như là cơ sở của chúng ta đã có những cái băng thông lớn và cái cấu hình mạng lớn, thì khi đó khi mà chúng ta thiết kế chúng ta không cần phải gì để tính đến cái chuyện mà gì đấy ạ, cái đường truyền bị thế nọ bị thế kia, đúng không? Chúng ta không phải tính đến cái chuyện đấy nữa. Hoặc là gì đấy ạ, khi mà chúng ta thiết kế cho việc nhân bản thì chúng ta, nếu như máy tính của chúng ta cái CPU của nó xử lý mạnh và cái bộ nhớ của nó lớn thì chúng ta cũng không phải đưa ra cho cái gì đấy ạ, cái ràng buộc về gì đấy ạ, về bộ nhớ, về tốc độ của CPU nữa, mà chúng ta chỉ tính toán theo hai cái thông tin đầu thôi. Đấy, thì đây chính là bốn cái loại thông tin mà phục vụ cho thiết kế phân tán. Trong đó khi thiết kế phân mảnh chỉ cần hai phân thông tin đầu, còn thiết kế định vị hay còn gọi là cấp phát thì cần cả bốn loại thông tin này. Thế thì cái đầu tiên đó là cái khi thiết kế thì các bạn cần phải đưa ra cái đầu tiên, cái này được gọi là cái lược đồ. Lược đồ phân mảnh ngang nguyên thủy, tức là phục vụ cho phân mảnh ngang. Lược đồ phục vụ cho phân mảnh ngang nhé. Đấy. Thế thì cái lược đồ phục vụ cho phân mảnh ngang này giúp cho chúng ta nhìn vào cái lược đồ này, chúng ta biết được là những cái nào được phân mảnh ngang dựa vào cái nào. Đấy, hay ngang dẫn xuất dựa vào cái nào. Thế thì khi phân mảnh ngang thì ở đây chúng ta có hai loại phân mảnh ngang. Khi phân mảnh ngang các bạn có hai loại phân mảnh ngang nhé. Phân mảnh ngang thứ nhất đó là phân mảnh ngang nguyên thủy. Phân mảnh ngang nguyên thủy là phân mảnh ngang dựa trên các vị từ. Dựa trên các cái vị từ của chính quan hệ mà chúng ta muốn phân mảnh. Quả chính cái quan hệ muốn phân mảnh. Thế còn cái thứ hai nữa là phân mảnh dẫn xuất. Là chúng ta phân mảnh dựa trên vị từ của một quan hệ khác. Quả một quan hệ khác nhé. Thế đấy, khi phân mảnh chúng ta có gì đấy ạ? Có hai cái cách phân mảnh như thế. Thế thì cái vị từ ở đây chẳng qua nó chính là một cái điều kiện dựa vào một cái thuộc tính. Vậy thì phân mảnh ngang nguyên thủy là dựa trên cái điều kiện của cái thuộc tính của những quan hệ đó. Thế còn phân mảnh dẫn xuất là dựa trên vị từ hay là dựa trên điều kiện của thuộc tính của một quan hệ khác. Đấy. Thế thì như cô nói là gì đấy ạ? Đây chính là cái lược đồ thiết kế để phục vụ cho phân mảnh ngang.
Thế thì khi đó các bạn sẽ nhìn vào cái lược đồ thiết kế này thì chúng ta sẽ biết rằng những cái nào có khả năng phân mảnh ngang nguyên thủy, cái nào có phần phải có khả năng phân mảnh ngang xuất, thì sau đây tôi đưa ra cái định nghĩa như sau. Khi chúng ta nhìn vào cái lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ấy, thì chúng ta đã biết được là mối quan hệ giữa các cái bảng hay là giữa các cái quan hệ với nhau. Ví dụ như là tôi có một cái project, một cái thiết kế một cái cơ sở dữ liệu của một cái project để quản lý về các cái dự án trong công ty. Thế thì ở đây tôi gồm có, ví dụ như tôi gồm có bốn bảng. Bảng thứ nhất là pay. Pay ở đây có nghĩa là cái vị trí công tác gồm có gì đấy ạ? Vị trí gồm có title và salary, tức là có mức lương theo từng vị trí công tác. Bảng thứ hai là bảng employee gồm có mã nhân viên, tên nhân viên và vị trí công tác. Bảng thứ ba là bảng project gồm có mã project, tên project, kinh phí của project và gì đấy ạ? Roker có nghĩa là cái vùng mà triển khai cái project đấy. Thế thì cô có một cái bảng assign nữa là cái bảng mà gì đấy ạ? Để đăng ký mỗi một cái bảng như này sẽ là có eno, pno, vân vân. Thế cái eno này là cái mã của employee, cái pno này là cái gì đấy, mã của gì đấy ạ? Project. Còn due có nghĩa là cái kỳ mà chúng ta đăng ký, cái thời gian chúng ta hoàn thành, vân vân. Thế thì ở đây cái mối quan hệ về cơ sở dữ liệu giữa các bảng này như sau, tức là ở đây có phải giữa pay và employee là một điều đúng không, và giữa employee và assign tức là một người có thể đăng ký được nhiều gì các bạn nhiều lần thì sẽ là một nhiều, và cái quan hệ giữa project và assign cũng là gì đấy, một nhiều, tức là một project có thể có nhiều bảng đăng ký đấy. Thế thì ở đây dựa trên các cái thông tin về mối quan hệ như thế thì trong cái lược đồ phục vụ cho phân mảnh ngang như này, người ta đưa ra một cái khái niệm là cái đường liên kết ấy. Cái đường liên kết ấy, tức là cái đường mũi tên như này, các bạn nhìn cái đường mũi tên này sẽ chỉ từ một sang nhiều, tức là trong hệ một nhiều thì sẽ có cái đường mũi tên chỉ được từ một sang nhiều. Thế thì điều đó nói nên rằng là gì đấy ạ? Là employee đây này, ngoài cái phân mảnh ngang nguyên thủy dựa vào các cái điều kiện trong cái quan hệ đấy thì nó còn có thể phân mảnh ngang dẫn xuất dựa vào cái thuộc tính hoặc là các cái điều kiện của quan hệ khác thông qua phép kết nối bằng. Ví dụ như kết nối bằng ở đây là title, đúng không? Tương tự như thế, assign cũng có thể phân mảnh ngang dẫn xuất dựa vào gì em có nói, tức là ngoài cái phân mảnh ngang nguyên thủy ra, tất cả các cái quan hệ đều có thể phân mảnh ngang nguyên thủy, nhưng ngoài ra cái assign này có khả năng phân mảnh ngang dẫn xuất dựa vào em có nói thông qua eno, hoặc là dựa vào gì đấy ạ, project thông qua pno, hoặc là gì nó phân mảnh ngang dẫn xuất dựa cả vào hai em có nói và project đấy. Thế thì đấy, chúng ta thấy rằng vậy thì employee và assign có thể phân mảnh ngang dẫn xuất, nhưng trong đó cái pay và cái project này là không phân mảnh ngang dẫn xuất được đấy. Các bạn nhìn vào đấy, nhìn vào cái lược đồ thiết kế cho phân mảnh ngang này thì chúng ta đã gì đã đưa ra được cái chuyện hiểu như vậy. Vậy thì sau đây cô sẽ đi chi tiết về cái vị từ trong làm cái điều kiện ở trong việc phân mảnh ngang nguyên thủy hay phân mảnh ngang dẫn xuất. Thế thì mỗi một cái vị từ sẽ có ký hiệu, một cái vị từ đơn giản có ký hiệu là PG. PG có dạng là ID data value, và ID ở đây là một thuộc tính, data là một cái phép toán lớn hơn nhỏ hơn phép toán so sánh, đúng không? Value là một cái giá trị cụ thể. Vậy thì trên một cái quan hệ cho trước thì có thể có rất nhiều ứng dụng truy cập vào, và mỗi ứng dụng thì lại có thể có rất nhiều vị từ. Vậy thì các bạn thấy rằng là gì đấy ạ? Vậy thì khi nói tới một cái quan hệ thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái vị từ đơn giản. Tôi gọi PR là tập các vị từ đơn giản. Để gì đấy? Đấy chính là tập các cái điều kiện để truy cập vào gì đấy ạ? Cái quan hệ.
truy cập vào một cái quan hệ nào đó, đúng không? Thế thì giả sử như ở đây cô đưa ra một cái ví dụ như sau. Cô có một cái quan hệ project đây, đúng không? Và gì đấy ạ? Ở đây tôi có cái hai ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất sẽ truy cập theo gì? Maintenance. Còn cái ứng dụng thứ hai sẽ truy cập theo bucket, thỏa mãn điều kiện như thế này. Và maintenance thỏa mãn điều kiện như thế này. Thế thì khi đó chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy chúng ta sẽ có hai vị từ. Vậy thì tập vị từ của chúng ta chính là P1 và P2, đúng không các bạn? Đấy là tôi mới nói tới vị từ. Và khi phân mảnh ngang thì người ta sẽ dựa trên các vị từ này. Vì phân mảnh ngang, thực chất của phân mảnh ngang là chúng ta sử dụng các phép chọn. Các cái phép chọn theo một cái điều kiện gì đấy để gì lấy ra các bản ghi thỏa mãn. Thế thì ở đây có phải là PR của chúng ta ấy là một tập hợp các cái điều kiện. Vậy thì các cái điều kiện ở đây có thể là điều kiện đơn hoặc là điều kiện kép, tức là nó thỏa mãn cả hai điều kiện hoặc cả ba điều kiện hoặc cả n điều kiện, đúng không các bạn? Vậy thì gì đi ạ? Để gì đi ạ? Để thỏa mãn các cái điều kiện như thế thì ở đây giả sử như tôi cho các cái ứng dụng truy cập vào một cái quan hệ. Thế thì PR đây là một tập hợp các cái vị từ, tức là các cái điều kiện của các ứng dụng khi truy cập vào quan hệ đấy. Vậy thì bây giờ dựa vào các cái ứng dụng này, tôi có thể phân ra thành bao nhiêu mảng? Và chúng ta sẽ xét xem những mảnh nào sử dụng được, mảnh nào không sử dụng được. Và những cái mảnh mà sử dụng được đấy thì người ta gọi là vị từ hội sơ cấp. Có nghĩa, vậy thì mỗi một cái vị từ hội sẽ có dạng là MI. Sẽ có dạng là MI bằng hội của các P sao K. Trong đó P sao K có thể là PK hoặc là phủ định của PK. Thế thì tại sao cái phủ định của PK này nó lại tham gia vào phép hội? Thì ở đây cô sẽ giải thích sau các bạn. Bạn ơi, các bạn chờ cô một chút để cô reset lại máy tính vì cái bút viết của cô ấy, nó không nhận nhá. Vâng ạ. Cô sẽ Vâng reset vâng. lại máy tí đã.
Các bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Rồi, thế rồi ạ. Đây thì cô nói với các bạn rằng là tham gia vào các vị tự hội này có thể là đúng không, nên tôi viết là P sau K là vì vậy. Thế thì ở đây tại sao phủ định của PK nó lại tham gia vào phép hộ? Cô ví dụ như sau. Tức là bây giờ nhá, cô chỉ lấy ví dụ như của cô có P2 thôi nhá, chứ không có P1 nhá. P2 thôi. Thế thì cô sẽ lấy ra tất cả những cái bộ dữ liệu thỏa mãn P2. Thế thì ở đây sẽ có bộ nào thỏa mãn đấy các bạn? Có phải bộ bộ cuối cùng này thỏa mãn không các bạn? Vâng Đúng ạ. không? Đây, đây, cái bộ này nó sẽ từng phi phép chọn gì nhỉ, của P2. Tức là với điều kiện của P2 trên quan hệ gì đấy, project không ạ? Đúng không? Tôi sẽ chọn, tôi cho ra một mảnh. Mảnh này tôi gọi là mảnh F2. Tôi gọi là F2. Vậy thì sau khi... Cô xin lỗi tí nhé. Thế thì các bạn thấy rằng tôi có một cái mảnh F2. Cái này thỏa mãn B2, B1 à? Vì cái kia F2 nhá. B2 là pu ghép nhỏ hơn 200.000 đúng không ạ? Mà cái này À, pu ghép cô xin lỗi, thế đây mảnh ngược lại. Ừ. Thế thì cái mảnh phía trên nhá. như là B1 sao? B1 thì main tên. Tức là thỏa mãn điều kiện 2, có nghĩa là 3 3 3 cái phần trên đúng không? 3 phần trên đúng không? Và À, nhỏ 200.000 đô, cô xin lỗi, hai 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 cái bản ghi đầu 12 tiên chứ cái. không, hai cái này, còn hai cái dưới này không thỏa mãn đây. Vậy thì có phải lúc này đương nhiên nó phân ra cho chúng ta thành hai mảnh không, đúng không? Tức là cái ứng dụng của chúng ta truy cập vào bu ghi nhỏ 200.000 đô, thế thì khi đó đấy là F2 của chúng ta. Thế thì nó sẽ còn lại gì đấy ạ? Hai, đương nhiên gì đấy, chúng ta tách nó ra thì nó đương nhiên còn một cái gì các hai, còn cái hai bộ dữ liệu còn lại đúng không? Thế đương nhiên ở đây chúng ta không chọn, nhưng mà nó còn lại, nó vẫn là một cái mảnh F1 còn lại. Và F1 ở đây thì nó chính là tương đương với phép chọn của 0,P2 trên project. Đúng không các bạn? Đúng không? Tức là khi chúng ta có chọn B thì chúng ta sẽ được M2. Đúng không? Vậy thì cái mảnh còn lại ở đây có phải là chính là cái F1 này không ạ? Và F1 này chính là cái nó tương ứng với phép chọn này không ạ? Mặc dù chúng ta không chọn nhưng mà các bộ dữ liệu của nó sẽ thỏa mãn là 0,P2 không ạ? Được chưa các bạn? Vậy thì các bạn thấy rằng là vậy thì tham gia vào việc phân mảnh ở đây thì phủ định của nó cũng tham gia vào việc phân mảnh. Đúng không? Tức là nếu như tôi có một cái điều kiện là P2 thì phủ định của P2 cũng tham gia vào phân mảnh. Mặc dù rằng cái ứng dụng của chúng ta chỉ truy cập vào cái mảnh thỏa mãn điều kiện này thôi, còn cái mảnh kia nó không tham gia vào. Đúng không? Vậy thì tương ứng như thế, nếu như mà mỗi một cái mảnh phân ra biết đâu lại thỏa mãn cả hai điều kiện thì nó sẽ tương ứng với phép hộ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì đấy ạ? Vậy thì tôi gọi M là một tập hợp các cái ý phép hộ. Và mỗi một cái phép hội sẽ có dạng là hội của các P sao K. Trong đó P sao K có thể là PK hoặc là phủ định của PK. Đấy, vậy thì những cái PR mà bằng P1, P2, PM này thì phủ định của nó cũng tham gia vào các phép hội. Đấy, vì mỗi một cái phép hội
sẽ gì đấy ạ, mỗi một cái phép hội MI đây này, mỗi một cái hội này sẽ tương ứng với một mảnh được phân ra, đúng không? Vậy thì thấy là gì đấy ạ, mỗi một cái phép hội đây này, mỗi mỗi một cái mộ hội MI đây này, nó sẽ thỏa mãn, nó sẽ thỏa mãn một số các cái vị từ hoặc là không thỏa mãn một số các vị từ. Ví dụ như ở đây nó thỏa mãn vị từ K và hoặc là nó không thỏa mãn vị từ K, đúng không? Vậy thì tham gia vào thế thì cái pháp hội MI này là toán tử mấy ngôi? Toán tử mấy ngôi? Tức là ở đây có bao nhiêu vị từ được phép tham gia vào pháp hội này? Thế thì ở đây cô nhắc mà cô lúc nãy cô đã nói các bạn rằng là gì đấy ạ? Chúng ta sẽ xây dựng các cái phép hội là hội của các cái vị từ này, nhưng cái phép hội đó phải có nghĩa, phải có giá trị. Thế thì những cái phép hội nào được gọi là có giá trị, phép hội nào không có giá trị, cô sẽ giải thích cho các bạn. Trước hết cô đã đưa ra cái định nghĩa như thế này nhé. Một cái ứng dụng, cô gọi nhé, một cái ứng dụng thì sẽ truy cập vào, ở đây là chúng ta đặt ra thôi, truy cập vào một thuộc tính, một thuộc tính nhá, theo nhiều cách khác nhau. Theo nhiều cách khác nhau và mỗi cách sẽ tương ứng với một vị từ. Tương ứng với một vị từ. Đây là tôi đưa ra cái quy ước như thế đấy nhá. Tức là tôi tự gọi, tôi đặt một cái ứng dụng, tôi gọi một cái ứng dụng là sẽ truy cập vào một thuộc tính theo nhiều cách khác nhau. Có thể là một cách hoặc nhiều cách khác nhau, nhưng mỗi cách sẽ tương ứng với một vị từ. Thì ở đây các bạn sẽ xem hộ cô xem. Giả sử như cô có các cái vị từ như thế này. Cô có tập vị từ trên quan hệ bay như này. Tập vị từ đơn giản trên quan hệ bay này thì theo chúng ta, vậy thì theo cái định nghĩa của cô ở đây có mấy ứng dụng các bạn, theo cái định nghĩa của cô ở đây có mấy ứng dụng, Sáu sau này là 6 sáu ừ. hai bốn Có hai ứng dụng. Các bạn xem cái lý thuyết mà cô vừa đưa ra, một cái gì đấy ạ, một cái đặt điều kiện này. Tôi gọi, ở đây là gọi một ứng dụng sẽ truy cập vào một thuộc tính theo nhiều cách khác nhau và mỗi cách sẽ tương ứng một vị từ. Thế ở đây chúng ta thấy rằng nó truy cập vào mấy thuộc tính đây? Nó truy cập vào mấy thuộc tính? Hai thuộc tính. hai Vậy thì ở đây sẽ có hai ứng dụng đúng không? Ứng dụng một, ứng dụng 2. Và có phải mỗi ứng dụng truy cập vào một thuộc tính nhưng mà nó sẽ có nhiều cách khác nhau không ạ à các bạn? Đúng không? Ví dụ ứng dụng 1 truy cập vào thuộc tính title nhưng mà theo gì các bạn? Bốn cách khác nhau. Ứng dụng 2 truy cập vào salary theo hai cách khác nhau. Đúng không? Vậy thì người ta nói rằng vậy thì chúng ta hãy phân cho tôi thành các cái mảnh. Phân ra thành các mảnh mà sao cho thỏa mãn cả hai ứng dụng, mà sao cho mỗi mảnh nhé, sao sao cho mỗi mảnh thỏa mãn cả hai ứng dụng, thỏa mãn cả hai ứng dụng, và mỗi ứng dụng truy cập vào mỗi mảnh theo một cách, chỉ được theo một cách đi chứ đúng không, truy nhập vào mỗi mảnh theo một cách. Đấy, tức là cái bài toán đặt ra là thế này, tức là chúng ta có bằng ấy ứng dụng thì bây giờ chúng ta sẽ phân ra gì đấy ạ, chúng ta sẽ từ các ứng dụng đấy chúng ta hãy gì đấy ạ, hãy phân mảnh ngang cho cô. Nhưng mà làm sao cho mỗi mảnh gì đấy ạ, thỏa mãn gì đấy ạ, tất cả các ứng dụng đấy, nhưng mà mỗi một mảnh ấy chỉ một cái ứng dụng truy cập vào mỗi mảnh chỉ theo một cách thôi chứ không được theo đồng thời hai cách. Đấy, thế cái bài toán của phân mảnh ngang là như vậy. Thế thì bây giờ cô mới nói tới cái vị từ hội.
Thế thì cô nói rằng là vậy thì tập PR của tôi bây giờ ở đây sẽ là gì đấy ạ? P1, P2, P3, P4, P5 và P6. Thế thì từ tập PR này chúng ta xây dựng tập M bằng tập các MI. Thế theo chúng ta những cái MI như thế nào được gọi là có nghĩa đây? MI bằng gì đấy các bạn? Khi tham gia vào MI chúng ta thấy rằng có thể là có cái gì đây? Có các PI hoặc là phủ định của nó. Các bạn nhớ nhá, PI hoặc là phủ định của nó. Thế thì chúng ta xem trong một ứng dụng chúng ta có thể lấy hai cái điều kiện của PI được không? Trong một ứng dụng chúng ta lấy hai điều kiện của PI theo chúng ta có nghĩa không? Còn tùy vào giá trị của PI. Đây, ví dụ các bạn nhìn ngay trên đây, trên ứng dụng một đây tôi lấy P1 hội với P2 có nghĩa không? Không ạ. Không. Tại sao? Nó là phủ định của nhau rồi đúng không? Có phải là P1 hội P2 nó đã thỏa mãn engineer thì không bao giờ nó thỏa mãn system analysis đúng không? Đúng không? Vậy thì những cái vị từ hội mà có gì đấy ạ? Có từ hai vị từ của một ứng dụng trở lên là vô nghĩa. Vậy thì có nghĩa là gì đấy ạ? Khi tham gia vào xây dựng cái pháp hội này này thì mỗi ứng dụng chúng ta chỉ lấy duy nhất một gì từ các bạn, một vị từ thì sẽ có nghĩa. Đúng không? Thế thì đến đây cô đưa ra kết luận là mỗi ứng dụng hay là khi tham gia vào các vị từ, khi tham gia vào xây dựng các MI thì mỗi ứng dụng chỉ lấy duy nhất, nhớ cái nguyên lý như cô, duy nhất một vị từ, không được lấy hai vị từ vì hai vị từ ấy khi hội với nhau nó sẽ ra là vô nghĩa đúng không? Và có phải khi tôi lấy một vị từ của ứng dụng một, một vị từ của ứng dụng hai, tôi xây dựng ra với nhau thì tạo ra cái phép hội đấy, thế thì có phải phép hội đấy sẽ thỏa mãn gì cả hai ứng dụng một và ứng dụng hai theo hai cách quả cái phép hội đấy không ạ? Đúng không các bạn? Đấy là cái thứ nhất nhá. Đến đây cô kết luận cái này, có ai thắc mắc gì không ạ? Tức là mỗi một cái khi xây dựng cái vị từ hội MI thì mỗi một cái ứng dụng chỉ lấy duy nhất một vị từ thôi. Nào đến đây có ai thắc mắc gì cái này không nào? Các bạn. Cái tiếp theo nữa này. Như cô vừa nói rồi, vậy thì khi tham gia vào các vị từ hội ấy thì những cái phủ định của nó ấy, cũng tham gia vào phủ định của các vị từ cũng tham gia vào xây dựng các cái vị từ hội MI đúng không? Và ở đây cô đưa ra cái nguyên tắc về xây dựng phủ định như sau, cái bằng cô nói sau, tức là cái lớn hơn nhỏ hơn bằng thì các bạn đã biết rồi, tức là cái thuộc tính này mà nhỏ hơn một cái giá trị nào đó thì cái phủ định của nó là cái thuộc tính lớn hơn giá trị đúng không? Tương tự như những cái khác đây. Ví dụ như tôi có một cái điều kiện là cái thuộc tính này lớn hơn cái cận dưới thì phủ định của nó sẽ là gì đấy ạ? Cái thuộc tính này phải gì các bạn? Nhỏ hơn cận dưới. Vân vân, thế tương tự như hai cái này. Thế còn duy nhất cái gì đấy? Cái vị từ mà có phép bằng thế này thì sẽ không có phủ định. Vì ở đây nó không bằng cái này, nó có rất nhiều giá trị khác có thể bằng. Thế thì tất cả các trường hợp khác là phủ định. Vì vậy nên đến đây chúng ta không phải xây dựng ra phủ định quả của nó nữa, mà chúng ta đưa ra gì đấy ạ? Mỗi một cái trường hợp khác đấy là một cái vị từ khác ở đây. Nên ở đây tôi mặc định rằng tôi nói rằng làm sao đấy ạ? Cái phép bằng tôi không xây, chúng ta không xây dựng cái gì đấy ạ? Cái phủ định của nó ở đây nữa. Nhớ chưa ạ? Thế thì khi đó, vậy thì các bạn sẽ xem với hai ứng dụng, một và ứng dụng hai như này, thì đến đây chúng ta xây dựng bao nhiêu vị từ hội có nghĩa? Các bạn xem hộ tôi xem có thể xây dựng được bao nhiêu vị từ hội có nghĩa, bao nhiêu, Bốn. tại sao lại bốn? Em nghĩ là tám. Đúng rồi, 8 đúng không? Có phải là mỗi một cái vị từ hội như nãy cô nói ấy, là gì có nghĩa mà mỗi một cái vị từ hội ấy, thì mỗi một cái ứng dụng sẽ chỉ lấy duy nhất một vị từ, vậy thì vị từ hội thứ nhất này, ứng dụng thứ nhất tôi lấy P1
Và tôi hội với phép hội thì tại vì là ở đây chúng ta phải phân ra thành các mảnh mà mỗi mảnh được tham gia thỏa mãn cả hai ứng dụng mà. Thế là nó phải thỏa mãn gì? Thỏa mãn P1 và thỏa mãn P5. Đúng không? Một cái là gì đấy các bạn? M2 là gì? Thỏa mãn P1 và thỏa mãn P6. Đúng không các bạn? Thế thì các bạn thấy rằng là theo cái định nghĩa của cô ở trang slide phía trước ấy thì cái vị từ P1, P2, P3, P4 có phủ định không các bạn? Các bạn có phủ định không? Không ạ. Không ạ. Không có phủ định vì làm sao? Giả sử Không như các cái giá trị trong thay thờ của tôi chỉ có bốn loại giá trị này thôi. Thế là ở đây tôi không bằng program thì phủ định của nó sẽ là ba cái còn lại. Và thay vì việc đấy thì tôi liệt kê ra tất cả các cái còn lại ra. Thì ở đây gì đấy ạ? Vậy thì P1, P2, P3 chính là phủ định của P4 rồi đúng không các bạn? Nên ở đây gì? Khi xây dựng phép bằng chúng ta không xây dựng phủ định nữa. Nhưng khi xây dựng cái phép lớn hơn, nhỏ hơn, lớn bằng, nhỏ bằng thì chúng ta vẫn có phủ định. Thế thì ở đây P5 thì salary của nó là nhỏ hơn 30.000 đô. Thế thì đến đây chúng ta, thế thì khi xây dựng cái vị từ hội này chúng ta sẽ có phủ định của P5. Nhưng đến đây trong cái trường hợp này chúng ta lại thấy rằng phủ định của P5 có phải bằng P6 rồi không? Đúng không? Hoặc là phủ định của P6 là bằng P5 rồi đúng không? Nên gì đấy ạ? Chúng ta không cần đưa phủ định. Trong bài toán này thì thôi nhá, chúng ta không cần đưa phủ định vào đây nữa. Còn trong các bài toán khác thì chúng ta vẫn có khả vẫn cần. Thì đến đây, vậy thì các bạn thấy rằng, vậy thì tóm lại là khi tham gia vào xây dựng các vị từ hội ở đây thì chỉ có P1, P2, P3, P4, P5, P6 thôi, không cần phủ định nào nào nữa vì phủ định của P5 chính là phủ định của P6 rồi, còn P1, P2, P3, P4 không có phủ định. Tiếp theo nữa là M2 là một cái vị từ hội đấy, chúng ta sẽ phân ra một cái mảnh thỏa mãn điều kiện của P2, thỏa mãn P2 và thỏa mãn P5. Đấy, P2 là quả ứng dụng 1, P5 là quả ứng dụng 2, có phải là một cái mảnh thỏa mãn cái điều kiện P2 này thì ứng dụng 1 truy cập theo P2, ứng dụng 2 truy cập theo P5 là ok không các bạn? Đúng không? À đây là M3. Tương tự M4. Tôi sẽ có P2 hội với P6. M5 tôi sẽ có B3 hội với P5. Và M6 tôi sẽ có P3 hội với P6. M6 tôi sẽ có P4 hội với P6 và M7. Và đây là M8, tôi sẽ có P4 hội với P6. Có phải tôi có 8 mảnh? Vậy thì mỗi một cái mảnh được phân ra ấy sẽ là tương ứng lại F1 sẽ bằng phép chọn với M1 trên quan hệ project, à quan hệ pay ở đây. Thế thì có phải tôi có một cái mảnh thứ nhất và mảnh thứ nhất này ứng dụng một truy cập theo, có phải mảnh thứ nhất này vẫn thỏa mãn cả hai ứng dụng không ạ à, các bạn? Đúng không? Đúng không các bạn? Tương tự mảnh thứ hai sẽ là phép chọn ra tất cả các bộ dữ liệu trên quan hệ pay. Đấy, tương tự như thế tôi có mảnh thứ 8. Tôi có 8 mảnh được phân ra là như thế. Trên quan hệ pay. Được chưa các bạn? Alo. Ôi, cho em hỏi nếu mà cái P5 ấy mà salary của nó nhỏ hơn là 25.000 thì sao ạ? Thì phủ định nó như nào ạ? Thay đổi Nhỏ luôn hơn P5. 25 thì phủ định của nó là lớn hơn 25.000 thế thôi. Thế nhưng còn B6 nó lại kiểu nó phụ thuộc vào cái phủ định của P5 thì có bị sao không ạ? Không, tức là nhá, nếu như cái P5 là cái, tức là chúng ta chỉ truy cập theo hai cách nhá. Có phải ở đây người ta nói nên ứng dụng hai chỉ truy cập theo hai cách. Cách thứ nhất là salary nhỏ hơn 3.000 và cách thứ hai là salary lớn hơn 30.000 đúng không? Thế còn nếu như bây giờ em lại nói rằng là em chỉ truy cập theo hai cách. Cách thứ nhất là P5 nhỏ hơn 30.000 và cách thứ hai nữa là P6 lớn hơn 40.000 chẳng hạn. Đúng không? Thế thì cái khoảng giữa ấy nó không cho phép. Thế thì lúc này chúng ta lại phải xây dựng cái phủ định của P5 và P6. Vậy phủ định của P5 và P6 chính là cái khoảng mà từ 30 đến 40 đúng không em? Đúng không? Hiểu chưa? Thế thì ở đây chúng ta lại có thêm một cái P7 nữa. Là gì? Salary lớn hơn 30.000 và nhỏ hơn 40.000. Đấy là phủ định
chúng ta phải đưa cả cái phủ định đó vào. Vậy thì ở đây khi đó ứng dụng đấy sẽ truy cập theo gì đấy ạ? À? Theo theo ba cách chứ không phải hai cách nữa. Đúng không? Hoặc là gì? Nó sẽ có các mảnh và những cái mảnh nào mà có cái series lớn hơn 30.000 và nhỏ hơn 40.000 đấy thì có nghĩa là khi đó ứng dụng hai sẽ không truy cập vào đấy nữa. Được chưa các bạn? Được rồi ạ. Đấy thì ở đây cô nói là gì đấy, cô sẽ có 8 mảnh được phân ra như vậy. Và cái 8 mảnh này đều thỏa mãn điều kiện rằng mỗi ứng dụng truy cập vào mỗi mảnh theo mỗi cách. Đấy, thế thì làm như thế này thì có phải là cái tiêu chí phân mảnh của chúng ta là gì đấy các bạn? Phân ra thành các mảnh làm sao cho gì đấy ạ? Nhiều cái tư vấn truy cập vào càng nhiều càng tốt. Vậy thì mỗi mảnh được phân ra một tiêu chí như thế này thì khi đó các cái truy vấn truy cập vào mỗi mảnh nó sẽ càng nhanh không ạ? Đấy. Đây, như cô nói rằng là FI sẽ bằng phép chọn của MI trên quan hệ R và FI được gọi là mảnh hội sơ cấp nhé. Thế thì qua đấy chúng ta thấy rằng là vậy thì cái tập TR ấy gọi là tập các vị từ đơn giản trên một cái quan hệ R cho trước là rất quan trọng. Tức là khi chúng ta xây dựng như thế nào đấy để nó cũng không thừa và không thiếu. Đúng không? Có phải PR bằng P1 chấm 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 chấm. Thế thì chúng ta thấy rằng là vậy thì dựa vào các ứng dụng ấy, biết đâu chúng ta xây dựng thừa thì sao, thiếu thì sao. Đúng không? Thì cái việc thừa và việc thiếu đấy sẽ dẫn ra cái trường hợp phân mảnh bị sai. Đúng không? Thế thì trong trường hợp đấy chúng ta phải xây dựng tập các vị từ này được gọi là gì đấy ạ? Đầy đủ và cực tiểu. Thế thì ở đây tôi sẽ đưa ra cái tính đầy đủ và cực tiểu. Đầy đủ có nghĩa là không thiếu. Tức là khi chúng ta liệt kê ra các PRI, các PI đấy là không thiếu một vị từ nào. Còn cực tiểu muốn nói nên không thừa một vị từ nào. Tức là mỗi một cái vị từ PI nào đó đều tham gia vào việc phân mảnh và đều liên quan tới cái ứng dụng. Đúng không? Và nó không bị gì đấy ạ, không bị dư thừa, không bị lãng phí. Đấy, nếu như nó dư thừa ra thì có phải là khi đó chúng ta sẽ phân ra thành nhiều mảnh hơn không ạ? Đúng không? Và như thế thì việc phân mảnh sẽ bị sai. Thế thì ở đây cô có định nghĩa như sau. Tức là các bạn cứ hiểu nôm na là đầy đủ có nghĩa là tập cái vị từ đó là PR đấy là không thiếu. Còn cực tiểu có nghĩa là tập các vị từ đó là không thừa ra một vị từ nào. Thế thì ở đây người ta đưa ra cái cách định nghĩa theo dạng đầy đủ và cực tiểu khi mà chúng ta phân tích. Cụ thể như sau này, PR là đầy đủ khi và chỉ khi xác suất truy cập của mỗi ứng dụng đến mỗi bộ bất kỳ của mảnh hội sơ cấp được phân ra, được định nghĩa theo PR là như nhau. Tức là chúng ta có các cái M, các cái vị từ hội MI đấy được gọi là có nghĩa. Vậy thì mỗi một cái mảnh được phân ra theo cái vị từ hội như này người ta gọi là mảnh hội sơ cấp được phân ra bởi PR. Đấy. Thế thì khi đó có nghĩa là gì đấy ạ? Chúng ta phân ra thành các cái mảnh hội sơ cấp rồi thì xác suất truy cập của gì đấy ạ? Của mỗi ứng dụng đến mỗi bộ dữ liệu đấy phải giống nhau. Đấy, khi mỗi một cái ứng dụng đấy truy cập theo một cách nào đấy thì tất cả các cái bộ dữ liệu phải được truy cập giống nhau. Đấy, cái điều đó nói lên như vậy. Tiếp theo nữa, cô định nghĩa về PR được gọi là cực tiểu. Như cô nói rồi, PR được gọi là cực tiểu. Nếu như tất cả các cái vị từ mà tôi liệt kê trong PR lúc nãy đấy, nó là không thừa, có nghĩa là nó là có tính liên đới. Cái tính liên đới ở đây, nó được thể hiện thông qua hai cái liên đới. Thứ nhất, nó được thể hiện thông qua hai tính chất nhé. Liên đới thứ nhất là nó tham gia vào việc phân mảnh. Đấy, nó tham gia vào việc phân mảnh. Liên đới thứ hai nữa là gì đấy ạ? Khi phân ra thành ít nhất hai mảnh thì tồn tại ít nhất một ứng dụng truy cập vào hai mảnh này này theo hai cách khác nhau. Đấy, người ta gọi là có liên đới là phải thỏa mãn hai tính chất như vậy. Nên ở đây người ta sẽ nói rằng gọi MI và MG là hai vị từ hội sơ cấp. Tức là tôi đến đây tôi muốn kiểm tra xem PI đây này có liên đới hay không. Thì ở đây tôi sẽ làm như sau này. Tức là PI phải tham gia vào việc phân mảnh. Ví dụ như
như là gì đấy ạ, TI thuộc mảnh MI và TG phải thuộc mảnh MG, tức là tham gia vào việc phân mảnh, thấy chưa ạ? Trong đó cái mảnh MG đấy, TG đây này là phủ định của TI, tức là nó phân ra thành hai mảnh như vậy. Đấy, cái thứ nhất là phân ra thành hai mảnh. Cái thứ hai nữa là nó có liên đới tới chương trình ứng dụng, liên đới tới phân mảnh này, liên đới tới chương trình ứng dụng này. Thế thì cái mảnh SI, cái mảnh SI là gì đấy ạ? Được phân ra bởi gì đấy các bạn? Bởi TI. Và mảnh SG là được phân ra bởi gì đấy ạ? TG đây. Đấy, thế thì khi đó tôi viết cái công thức này có nghĩa là cái ứng dụng tồn tại ít nhất một cái ứng dụng nào đó mà truy cập theo cái điều kiện MI đây này, thuộc vị từ hội sơ cấp, tức là truy cập theo cái MI đây này vào mảnh FI và truy cập thông qua điều kiện MG vào mảnh FG phải theo hai cách khác nhau chứ không được cùng một cách. Đấy, thì để thể hiện cái đầy đủ của cực tiểu, sau đây cô sẽ cho ví dụ như sau. Đây, giả sử như cô có một cái ứng dụng bu cái này là project đi, ứng dụng project, và cô có một cái quan hệ này tôi gọi là quan hệ G, ở đây là có project đúng không? Và tôi nói rằng là gì đấy ạ? Trường hợp một, giả sử tôi chỉ có duy nhất một ứng dụng thôi. Cái ứng dụng này truy cập theo các cái bộ dữ liệu, truy cập vào các bộ dữ liệu theo location. Đấy nhá, thế thì có phải là theo một điều kiện không các bạn? Theo location, và biết rằng location ở đây có ba location: Montreal, New York và Orlando. Đúng không? Vậy thì tương ứng với ba cái này, tôi có ba vị từ này tôi gọi là P1, vị từ này tôi gọi là P2, vị từ này tôi gọi là P3. Vậy thì tập PR của tôi ý, thì lúc này sẽ có gì các bạn? P1, P2, P3. Thế thì các bạn xem là tập PR phẩy, à PR bằng P1, P2, P3 này này có đầy đủ không? Tôi xét tính đầy đủ, tôi chưa xét tính cực tiểu, có đầy đủ không? Thế các bạn thấy nhá, có phải đây cái mảnh đầu tiên là mảnh G đây. Thế thì khi kết hợp với P1, tức là G1 của cô này, thì sẽ bằng phép trò. Ở đây vì nó chỉ có một ứng dụng nên tham gia vào cái vị từ hội đấy chỉ có một vị từ thôi, đúng không các bạn? Nên tôi sẽ chọn theo P1 không ạ? Đúng không? Thế trên quan hệ G, tương tự G2 sẽ bằng phép trò trên P2. Đây tôi tách P2 ra. Trên quan hệ G. Và ở đây chính là phép chọn trên P3. Đúng không? Vậy thì các bạn sẽ xem là cái xác suất truy cập ứng dụng 1 ấy vào G1 này theo các bạn mọi bộ dữ liệu có giống nhau không? Theo một cách nào đấy có giống nhau không? Tôi giả sử nhé. Cái ứng dụng 1 truy cập vào G1 theo cách của P1. Thì tất cả các bộ dữ liệu có được truy cập không các bạn? Có được truy cập không ạ? Không Tại sao? nó chỉ truy cập theo cái điều kiện P1 chính góc là mà điều thôi. kiện đấy. P1 chính là điều kiện local bằng Montreal đấy. Cô định nghĩa ra đây. Thế thì có phải cái G1 chính là phép chọn tất cả các bảng ghi thỏa mãn điều kiện P1 không ạ? Và cái ứng dụng 1 truy cập vào gì G1 theo cách của P1. Có nghĩa là theo điều kiện của P1 thì có phải tất cả các bộ dữ liệu ở đây được truy cập chứ? Vậy thì xác suất truy cập của các bộ dữ liệu có giống nhau không? Dạ không ạ. Tại sao? Vì trong cái nó có các kiểu giá trị số lượng khác nhau ạ. Đâu? Ừ. Cái G1 này là tất cả các bộ dữ liệu thỏa mãn P1 rồi cơ mà. Thỏa mãn P1 mà cái ứng dụng 1 cũng truy cập vào gì như cô vừa nói là ứng dụng 1 sẽ truy cập vào G1 theo cách của P1, có nghĩa là theo điều kiện của P1. Thì có phải là tất cả các bộ dữ liệu được truy cập không? Đúng không? Tất cả các bộ Đúng dữ không liệu em? thỏa mãn P1 đấy ạ. Ừ, thế thì G1 Vâng. này chính là thỏa mãn P1 thì còn gì nữa? Mà Vâng. cô nói rằng cái ứng dụng 1 truy cập vào G1 này theo cách của P1, tức là theo điều kiện của P1. Vậy thì có nghĩa là tất cả các bộ dữ liệu trong G1 này đều được truy cập.
Giống nhau. Vậy thì xác suất truy cập ứng dụng một vào mỗi bộ dữ liệu trong G1 này có phải giống nhau không? Có. Các bạn thấy giống nhau không? Giống nhau. Tương tự như thế G2, G3 cũng vậy. Đúng không? Thế thì điều này nói nên gì đấy ạ? Xác suất truy cập quả ứng dụng một vào mỗi bộ dữ liệu trong một mảnh là giống nhau. Vậy thì suy ra chúng ta thấy rằng là vậy thì cái bộ vị từ P1, P2, P3 này là đầy đủ. Được chưa? Đến đây các bạn hiểu tính đầy đủ chưa? Tiếp theo để rõ hơn tính đầy đủ, cô tiếp. Giả sử cô vẫn có cái ứng dụng 1, tức là PR của tôi vẫn có P1, P2, P3 như thế. Cô vẫn có ứng dụng 1 nhé. Và bây giờ cô lại đưa thêm ứng dụng 2 nữa, là cái ứng dụng 2 này. Truy cập vào cái project ấy, truy cập vào các cái bộ dữ liệu theo budget nhỏ hơn 200 ngàn đô. Vậy thì nếu như thế mà PR cô vẫn viết bằng P1, P2, P3, các bạn thấy đã đầy đủ chưa? Để thỏa mãn cả hai ứng dụng như thế thì PR bằng P1, P2, P3 đã đầy đủ chưa? Chưa Tại sao? thiếu điều kiện của mua ghét nữa. Em giải thích theo cái định nghĩa của nó đi. Giải thích theo cái định nghĩa của nó đi. Tại sao nó chưa đầy đủ? Là bởi Đây nhá. vì Đây nhá. Đúng nó chỉ rồi, đây phân được này. ra những cái mảnh theo ba cái điều kiện P1, P2, P3, còn nên là nó sẽ còn những cái mảnh theo cái điều kiện kia nó không được phân ra nên nó sẽ không được truy cập, nên là xác suất truy cập nó khác nhau. Đây, bạn hiểu nhưng bạn chưa trình bày rõ thôi. Tức là nếu như chúng ta vẫn chỉ có gì đấy ba điều kiện P1, P2, P3 thì nó vẫn phân ra chỉ được ba mảnh G1, G2, G3 như cô viết ở đây đúng không? Vậy thì người ta nói rằng nó thỏa mãn tính đầy đủ nếu như mỗi ứng dụng truy cập vào mỗi mảnh ấy, thì xác suất truy cập của ứng dụng đó vào mỗi mảnh đấy là gì đấy, các bộ dữ liệu có xác suất giống nhau. Thế nên lúc nãy chúng ta đã thấy rằng ba mảnh này nó thỏa mãn với tính đầy đủ của ứng dụng một rồi, nhưng ứng dụng 2 chúng ta chưa kiểm tra. Bây giờ tôi kiểm tra ứng dụng 2 nhé. Ứng dụng 2 truy cập vào G1 đây này, thì chúng ta thấy rằng là cái xác suất truy cập của ứng dụng 2 vào tất cả các bộ dữ liệu trong G1 có giống nhau không? Không giống nhau, đúng không? Tại vì trong cái G1 đây này sẽ có những điều kiện, có những bộ dữ liệu có budget nhỏ hơn 200.000 đô, có những bộ dữ liệu có budget lớn hơn 200.000 đô, đúng không các bạn? Có những bộ, thế thì chỉ những bộ dữ liệu có budget nhỏ hơn 200.000 đô thì nó mới được truy cập. Vậy nên xác suất của nó sẽ khoảng một số các bộ dữ liệu thỏa mãn cái budget nhỏ 200.000 đô này sẽ là khác không. Thế còn những cái bộ dữ liệu mà có budget lớn hơn 200.000 đô thì nó sẽ không được truy cập. Vậy nên xác suất nó bằng không. Vậy thì ít nhất ở đây các bạn sẽ thấy rằng là có hai loại xác suất khác nhau trong một mảnh được phân ra không ạ? Trong mảnh G1 này không ạ? Vậy thì đến đây cô nói rằng làm sao đây ạ? Vậy thì khi ứng dụng 2 truy cập vào mảnh G1 này này thì xác suất truy cập quả ứng dụng 2 vào mảnh G1 sẽ cho các giá trị gì đấy khác nhau trên mỗi bộ dữ liệu. Đúng không các bạn? Vậy thì có nghĩa là nó chưa đầy đủ với ứng dụng 2. Đúng không? Nó chưa đầy đủ với ứng dụng 2. Thế thì bây giờ để đầy đủ với ứng dụng 2, tôi thêm cái gì đấy các bạn? Tôi thêm gì đấy ạ? PR nhá sẽ bằng gì? P1, P2, P3 và P4. Trong đó P4 chính là cái budget nhỏ hơn bằng 200.000 đô. Được chưa? Thế thì đến đây tôi lại chứng minh cho các bạn tại sao nó đầy đủ. Đấy. Đây. Như cái này ý, thì có phải là chỉ thỏa mãn cái gì thôi các bạn? G1 hay ở đây chính là cái gì đấy ạ? Một cái mảnh FI được phân ra dễ tương ứng với phép tròn là gì đấy các bạn? TI trên cái quan hệ G đúng không các bạn? Đúng không? Đúng không các bạn? Thế còn đối với trường hợp này này, khi đã thêm cái điều kiện P4 vào, ở đây có phải là cái G11 này là thỏa mãn P4 đâu ạ? Còn cái G12 là cái gì các bạn? Khi tham gia vào pháp hội này chính là phủ định của P4 đúng không các bạn? Có đúng không? Có đúng không? Tương tự ở Có ạ. đây này cũng chính là cái G21 thế này sẽ thỏa mãn cái gì đấy P4 và gì đấy ạ? G22 là thỏa mãn phủ định của P4 đúng không ạ? Đúng không? Hay nói cách khác ở đây một cái mảnh G à Y
ca nào đó được phân ra. Đúng không? Mà di ca ở đây nó chính là tương ứng với phép hội, à phép chọn của mi, mi ca đi, mi ca đi trên quan hệ gì, và cái mi ca này thỏa mãn điều kiện gì đấy ạ, hay tôi gọi là mh đi. Thế thì cái mh này này sẽ bằng cái gì các bạn, sẽ bằng cái gì, hội của một cái gì đấy ạ, p gì, p một, tôi gọi là p pn này, hội với pm này, đúng không? Trong đó pn là cái gì các bạn, có thể là p, cái n ở đây sẽ là cái gì đấy, một này cho đến mấy đấy các bạn, ba này, n ở đây có thể là một này, n có thể là hai này, n có thể là ba, đúng không các bạn? Còn m ở đây có thể là gì đấy các bạn, phủ định của nó nữa mà. Thế còn m ở đây là cái gì đấy các bạn, m ở đây là gì đây ạ, có thể là gì các bạn, bốn này, hoặc là phủ định của bốn này, tức là p bốn và phủ định của p bốn, đúng không? Được chưa? Thế thì khi đó các bạn thấy rằng là gì đấy ạ, mỗi một cái GIK, tức là cái thứ hai này, thỏa mãn cả hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là thỏa mãn điều kiện của ứng dụng 1. Còn cái thứ hai nữa thỏa mãn điều kiện của ứng dụng 2. Và cụ thể cái G11 thế này, nó chính là tương ứng với phép chọn gì đấy các bạn? Nào đọc cho cô cái vị từ hội, công thức của vị từ hội ở đây nào. Thỏa mãn P mấy đấy các bạn? P1 hội với P mấy đấy các bạn? P4 trên quan hệ G không ạ? Còn G12 sẽ là thỏa mãn cái gì đấy các bạn? P mấy đấy ạ? Vẫn P1 nhưng hội với phủ định của P4 trên quan hệ gì không ạ? Đấy chưa? Tương tự như thế, G21 sẽ là tương ứng với cái gì đấy ạ? P mấy đấy các bạn? P2 hội với P4 trên quan hệ gì? Còn G22 chính là thỏa mãn cái P2 hội với phủ định của P4 trên quan hệ gì không ạ? Tương tự ở đây sẽ là cái gì các bạn? P3 hội với P4 trên quan hệ gì? Thôi, còn tôi bỏ qua cái này, không có nhìn cái này các bạn thấy nó khó hiểu. Đấy, tôi viết cụ thể ra như thế. Và cái này chính là bằng cách chọn của gì đấy ạ? P3 hội với phủ định của P4 trên quan hệ gì không ạ? Đây, các bạn có. Đấy, khi chúng ta kết hợp. Thế thì các cái mảnh phía sau này được phân ra chính là tương ứng với cái ứng dụng 2. Khi mà ứng dụng 1 đã thực hiện. Được chưa các bạn? Vậy thì có phải mỗi mảnh được phân ra đây này, chúng ta sẽ thỏa mãn ứng dụng 1 và thỏa mãn ứng dụng 2 không ạ? Các bạn? Vâng ạ. Alo. Vậy thì đến đây bây giờ nhá, nếu như dựa vào hai ứng dụng như nãy, người ta nói rằng tôi sẽ truy cập vào những cái mảnh, tức là khi chúng ta phân mảnh, chúng ta vẫn có tám mảnh được phân ra, nhưng chỉ những mảnh nào mới được truy cập thì ạ, thỏa mãn P4 và P1. Ví dụ như thế thì ở đây chúng ta có mấy mảnh, sẽ là có nghĩa đây, sẽ mấy mảnh được phép truy cập đây, một mảnh này, hai mảnh này, và ba mảnh này. Đây nữa ba mảnh này. Còn những cái mảnh mảnh ở dưới đây này là không được truy cập vì nó không thỏa mãn P4 mà, đúng không? Thế thì có nghĩa là có ba mảnh mà chúng ta giữ lại và nó thỏa mãn cả hai. Còn những cái mảnh dưới là chúng ta không truy cập nữa và chúng ta để gì đấy ạ? Để đấy. Để tức là chúng ta vẫn để trong trong vùng nhớ của máy tính nhưng mà ứng dụng không truy cập vào đấy. Được chưa các bạn? Alo, alo, được chưa ạ? Đấy, thế thì qua đây chúng ta thấy rằng vậy thì nó sẽ đầy đủ với ứng dụng 1 và nó đầy đủ với ứng dụng 2, đúng không? Tiếp theo tôi minh họa về cái trường hợp cực tiểu. Thế nào được gọi là cực tiểu? Như lúc nãy cô nói là cực tiểu là không thừa. Có nghĩa là tôi phải kiểm tra mỗi một cái PI trong PR ấy, xem nó có liên đới, liên đới có hai cách liên đới thứ nhất đó là liên đới tới việc phân mảnh, liên đới thứ hai là liên đới từ ứng dụng. Thế thì giả sử với cái PR bằng cái này, lúc nãy tôi đã nói các bạn với điều kiện như này là đầy đủ và cực tiểu rồi.
Đấy, nó thỏa mãn rồi. Nhưng bây giờ tôi vẫn có hai ứng dụng đấy, nhưng tôi vẫn cố tình tôi đưa thêm cái gì đấy, gename bằng implementation này vào. Các bạn nhớ nhá, tôi vẫn có hai ứng dụng một truy cập theo local, ứng dụng hai truy cập theo Google. Nhưng bây giờ cô vẫn cố tình đưa thêm cái này, tôi gọi là P5 vào. Thì theo các bạn, P5 này này có thỏa mãn tính liên đới không? Các bạn, nó có thỏa mãn tính liên đới không? Alo? Các bạn, P5 có thỏa mãn tính liên đới không? Nào, thế thì liên đới như cô nói, nó có hai liên đới. Liên đới thứ nhất là liên đới theo phân mảnh. Thế cô đưa điều kiện này vào thì các bạn thấy rằng các cái mảnh cũ ấy, nó có phân ra thành hai mảnh không? Có không? Tôi cứ đưa P5 và phủ định P5 thì chắc chắn phải phân mảnh chứ, đúng không? Nó đều phân mảnh nhưng nó không liên đới tới chương trình ứng dụng. Các bạn có thể xem đây. Thế thì có phải là gì? Đây chính là kết quả. Cái này chính là cái kết quả cuối cùng. Quả quả gì đấy ạ? P1, P2, P3, P4. Tôi đã có gì đấy ạ? 8 mảnh được phân ra là như này, đúng không các bạn? Thế bây giờ tôi thêm P5 vào thì nó sẽ lại gì? P5 vào mỗi mảnh thì nó lại phân ra thành hai mảnh nhỏ. Tức là phủ định của P5 và P5. Ở đây tôi gọi là J111 và đây tôi gọi là J112 chẳng hạn. Sẽ là bằng gì đấy ạ? Cái này sẽ là phép chọn trên P5 quả quan hệ quả J11, còn cái này chính là phép chọn của phủ định của P5. J vẫn J11. Alo, các bạn có nghe cô nói không nhỉ? Alo. Có Thì các bạn thấy đây. P5 Các bạn thấy rằng khi cô thêm P5 vào nó vẫn chia ra thành hai mảnh. Có nghĩa là nó có liên đới tới việc phân mảnh. Đúng không? Nhưng mà tôi nói người ta nói làm sao đây ạ? Nó liên đới tới chương trình ứng dụng. Có nghĩa là khi nó chia ra thành hai mảnh như này thì phải tồn tại ít nhất một ứng dụng sẽ truy cập vào hai mảnh này này theo hai cách khác nhau. Vậy thì ứng dụng một truy cập vào mảnh J11 này chúng ta nhìn theo cách nào đây? Có phải là vẫn nếu truy cập được thì vẫn phải truy cập theo cách của local bằng control thì sẽ truy cập được không ạ? Thế thì truy cập vào J12 này này theo cách nào đây? Vẫn theo có phải là J12 vẫn theo cách chúng ta lần theo cái đường này chúng ta thấy là ở đây J11 ở đây, J12, J112 tách ra từ J11. Mà J11 thì tách ra từ J1 có nghĩa là vẫn thỏa mãn cái điều kiện local bằng control đối với ứng dụng 1. Vậy thì ứng dụng 1 truy cập vào hai mảnh này này vẫn theo một cách là local bằng control. Tương tự như thế ứng dụng 2 truy cập vào hai mảnh này này. Theo một cách hay hai cách các bạn? Có phải J11 và J12 này vẫn thỏa mãn điều kiện bucket nhỏ hơn 200 không các bạn? Có nghĩa là ứng dụng 2 vẫn truy cập vào hai mảnh này vẫn theo một cách không? Đúng không? Vậy thì cái P5 này này tham gia vào việc phân mảnh nhưng không tham gia vào gì các bạn? Vào 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 gì đấy ạ? Để cho cái ứng dụng 2 này truy cập theo hai cách khác nhau. Tức là không ứng dụng nào, tức là không tham gia vào ứng dụng nào. Hay nói cách khác là gì đấy ạ? Các ứng dụng truy cập vào hai mảnh được phân ra vẫn theo một cách. Vậy thì khi đó chúng ta suy ra được là gì đấy ạ? Suy ra được là P5 là thừa. Là vì vậy. Được chưa các bạn? Đấy. Thế đi qua đấy các bạn hiểu được tính cực tiểu và tính đầy đủ nhá. Tức là nó PR sẽ bằng P1, P2, P3, P4 là gì đấy ạ? Đầy đủ và cực tiểu. Đấy. Nếu như chúng ta bớt đi P4 thì nó chưa đầy đủ. Nếu như chúng ta thêm P5 vào thì nó không cực tiểu vì nó vẫn thừa P5. Nên từ đây chúng ta suy ra PR bằng P1, P2, P3, P4 là đầy đủ và cực tiểu. Được chưa? Các bạn ơi, được chưa? Rồi, Vâng ạ. lớp trưởng điểm danh cho cô đi. Vâng ạ.
Mình viết đầu điểm xanh nhá. À, đầu tiên mình làm này. Đầu tiên là Nguyễn Quang An, có Bùi Ngọc Anh, có Đỗ Kim Anh, có Nguyễn Dương Kỳ Anh, bạn ơi, Trần Thị Ngọc Anh, có Vũ Minh Anh, có Thân Tuấn Bảo, có Vũ Quốc Bảo, có Trần Thị Trinh, có Phạm Thành Công, có Mai Văn Cường, Trần Quốc Cường, có Phạm Thị Ngọc Diễm, có Đỗ Thị Dinh, có Đặng Quang Dũng, có Đặng Thanh Dương, có Trần Thị Thùy Dương, có Trần Xuân Độ, có Nguyễn Định Đủ, có nha. Bùi Minh Đức, Trần Văn Đức, Có bạn ơi. Võ Văn Đức, Có. Nguyễn Đình Trường Giang, Có. Đinh Văn Giới, Có. Đào Phúc Hải, Có. Đinh Công Hải, Có. Trần Thị Hằng, Có. Nguyễn Công Hậu, Có. Nguyễn Văn Hiệp, Có. Đặng Trọng Hiếu, Có. Hoàng Minh Hiếu, Hoàng Minh Hiếu. Hoàng Minh Hiếu vắng nhé. À, Hoàng Minh có, ok. Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu, Có. Phạm Chí Hòa, Có. Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng vắng nhá. Nguyễn Việt Hoàng, Có. Phạm Thị Hồng, Có. Hà Duyên Hùng, Có. Lý Mạnh Huy, Có. Nguyễn Việt Hưng, Có ok, Vũ Xuân Hướng, Có. Nguyễn Văn Khánh, Có Phạm Quốc Khánh, ông ơi. Nguyễn Bá Việt Lâm, Có. Nghiêm Xuân Long, Có nha. Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Có Long, ok, Ma La Vong, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Thị Lê Na, ok, Nguyễn Thị là Bùi Hoài Nam, có Đào Đức Nghĩa, có Bùi Cảnh Nhuận, anh Nguyễn Trọng Anh Quân, có Hạ Thị Diễm Quỳnh, có Suda Vong, có Nguyễn Thái Sơn, có Nguyễn Văn Sơn, có Hồ Bá Thái, có Nguyễn Văn Thái, có Bùi Tân Tiến, có Hà Duy Mạnh Toàn, có Mai Văn Chí, có Nguyễn Quang Trường, có Hoàng Công Tú, có Nguyễn Anh Tú, có Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, có ok, Phạm Anh Tuấn, có Phạm Quốc Tuấn, có Bùi Văn Tùng, có Lê Trung Việt. có À, bạn Nguyễn Minh Hoàng có lớp vắng, thế hôm nay lớp vắng một người thôi. Em có điểm danh xong rồi ạ.
Thế bây giờ các bạn nghỉ nhá. Đến tối chúng ta lại vào tự làm việc nhóm với nhau nha các bạn nhá. Vâng ạ. Em chào cô ạ. Vâng ạ. Ôi, bắt đầu tuần sau.